theo thỏa thuận các công ty tái chế sẽ tạo ra tín dụng phát thải carbon bằng cách tháo rỡ và xử lý chất thải điện tử trong khi các nhà sản xuất điện và điện tử như lenovo sẽ bổ đắp lượng khí thải carbon trong quá trình sản xuất của mình bằng cách mua hạn ngạch phát thải carbon đây là thỏa thuận đầu tiên được hoàn thành sau khi dự án cung cấp tín dụng bù đắp carbon cho người mua được triển khai vào đầu tháng 4. Tổng cộng 10.000 tấn hạn ngạch phát thải carbon đã được giao dịch trong một dự án tái chế thiết bị điện tử mới. Lần đầu tiên chúng tôi đưa ra mức giá cho 10.000 tấn tín chỉ phát thải carbon khi chúng tôi đang thí điểm chương trình. Nhu cầu về tín chỉ phát thải carbon chắc chắn sẽ tăng trong tương lai với việc thực hiện chính sách trao đổi lượng phế thải thiết bị gia dụng sẽ tăng đáng kể vào cuối năm và nguồn cung cho các công ty tháo rỡ như chúng tôi sẽ ngày càng dồi dào, mang lại lợi nhuận ổn định cho chúng tôi. Dự án thu hồi các nguồn tài nguyên quan trọng từ các sản phẩm điện tử đã qua sử dụng, góp phần tạo ra nền kinh tế tuần hoàn và các nguyên liệu thứ cấp có giá trị. Tính đến cuối năm 2023, các nhà máy tái chế trên khắp Trung Quốc đã thu được tổng cộng hơn 7,5 triệu tấn tài nguyên tái chế từ các thiết bị điện tử đã tháo rỡ.